Quý vị thân mến, nếu có thể chợp mắt nghỉ ngơi giữa chuyến bay dài, quý vị sẽ tỉnh táo và khỏe khoắn hơn để giải quyết công việc hay tiếp tục hành trình du lịch của mình. Và nếu như không phải là kiểu người đặt lưng xuống là có thể ngủ luôn như này, thì hãy theo dõi hết video này để khám phá 5 mẹo hữu ích để có một giấc ngủ ngon trên máy bay nhé. Nếu có thể chọn được giờ bay phù hợp với giờ ngủ hàng ngày của mình, bạn có thể ngủ ngon vì bạn đã quen với giờ ngủ này. Ví dụ như nếu bạn thường ngủ vào lúc 10 giờ đêm, hãy sắp xếp chọn giờ bay vào khoảng 9 giờ 30. Đồng hồ sinh học sẽ giúp bạn cảm thấy buồn ngủ đúng giờ và ngủ ngon hơn trong khoảng từ 7 đến 9 tiếng. Chỗ ngồi trên máy bay cũng có ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng giấc ngủ của bạn. Nếu đủ điều kiện, bạn hãy mua vé khoang hạng thương gia vì đây là khoang cung cấp đầy đủ tiện nghi thoải mái để bạn ngủ ngon hơn, chỗ ngồi rộng rãi, lưng ghế dễ ngả ra thành giường. Nếu bạn vẫn muốn chọn vé hạng phổ thông, hãy cân nhắc xem mình dễ ngủ khi ngồi ghế gần cửa sổ hay gần lối đi. Mỗi vị trí đều có ưu điểm và hạn chế riêng nên sẽ phù hợp với từng đối tượng khác nhau như sau. Với ghế sát cửa sổ, bạn có thể dựa vai vào cửa sổ khi ngủ. Tuy nhiên, không gian trong ghế sát cửa sổ thường khá tù túng nên sẽ gây khó khăn cho những ai mắc chứng sợ không gian hẹp hay những ai muốn duỗi chân thoải mái khi ngủ. Với ghế gần lối đi hay dọc lối đi sẽ đủ thoáng để duỗi chân thoải mái, nhưng bạn lại dễ bị hành khách đụng phải khi họ di chuyển. Ngoài ra, bạn cũng dễ bị thức giấc khi những người ngồi bên sát cửa sổ muốn bước ra ngoài. Bên cạnh vị trí ghế ngồi, người ngồi kế bạn trên máy bay cũng có ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng giấc ngủ. Nếu ngồi kế trẻ nhỏ, các bé có thể quấy khóc trong đêm khiến bạn khó ngủ. Những hành khách hay thay đổi tư thế khi ngủ cũng có thể chiếm không gian và làm phiền giấc ngủ của bạn. Các yếu tố này rất khó kiểm soát nếu bay một mình, nhưng nếu bạn đi theo nhóm với bạn bè hay gia đình, bạn có thể chọn chỗ ngồi cùng với những ai ngủ yên giấc hay không đi kèm trẻ nhỏ. Hiện tại có rất nhiều vật dụng phục vụ cho giấc ngủ trên máy bay, các bạn có thể tìm mua dễ dàng, ví dụ như gối ngủ trên máy bay, những chiếc gối có hình chữ C giúp bạn nâng đỡ cổ và vai khi ngồi trên máy bay và sẽ đưa bạn vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Nếu thấy gối quá tốn không gian trong hành lý xách tay, bạn có thể hỏi mượn tiếp viên hàng không. Miếng che mắt giúp chặn bớt ánh sáng xung quanh để ngủ ngon hơn. Nút tai, tiếng ồn trong máy bay cũng có thể ảnh hưởng tới giấc ngủ khá nhiều. Bạn có thể tìm mua loại nút tai cách âm với giá khá rẻ trên các trang bán hàng trực tuyến. Nếu muốn nghe nhạc, bạn cũng có thể mua các loại tai nghe cách âm để vừa thưởng thức âm nhạc vừa chặn tiếng ồn từ bên ngoài. Thuốc ngủ, bạn có thể nhờ bác sĩ kê những loại thuốc ngủ có tác dụng ngắn với những giấc ngủ ngon hơn trên máy bay, nhưng nhớ phải theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ nhé. Một số đồ uống hay chất có thể khiến bạn khó ngủ hơn, đặc biệt là khi ngủ trên máy bay, như đồ uống có cồn. Rượu, bia tuy có thể khiến bạn buồn ngủ trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng lại làm gián đoạn giấc ngủ của bạn sau khi cồn hết tác dụng. Bạn cũng nên tránh dùng các chất kích thích như caffeine và nicotine vì những chất này có thể khiến bạn mất ngủ. Tránh uống nước quá nhiều vì việc này có thể khiến bạn thường xuyên thức dậy giữa đêm để đi vệ sinh. Trước khi đi ngủ, bạn hãy đi vệ sinh và tranh thủ kéo giãn cơ chân một chút để có thể ngủ liền giấc hơn. Bên cạnh đó, bạn cũng nên thắt dây an toàn cẩn thận để tránh trường hợp bị đánh thức khi máy bay chao đảo. Nếu có một số vấn đề về giấc ngủ, bạn cần tìm cách giải quyết nếu muốn nghỉ ngơi trên chuyến bay. Ngáy ngủ. Để an tâm ngủ ngon, bạn có thể tìm mua một số băng dán thông mũi để giảm nhẹ tình trạng ngáy. Ngưng thở khi ngủ. Rối loạn ngưng thở khi ngủ là tình trạng ngưng thở hoặc thở rất yếu trong một khoảng thời gian ngắn, khoảng từ 10 đến 30 giây. Tình trạng này có thể xảy ra nhiều lần trong khi ngủ và người bệnh cần phải dùng một loại mặt nạ hay các máy trợ thở để cải thiện giấc ngủ. Và trên máy bay, bạn có thể giảm chứng ngưng thở khi ngủ bằng cách ngồi thẳng khi ngủ thay vì ngả ghế ra sau. Nếu bạn đã có sẵn dụng cụ chống ngưng thở, bạn hãy mang theo để dùng trên máy bay nhé. Hội chứng chân không yên, còn gọi là hội chứng chân bồn chồn hoặc bệnh lý Willis-Esborn, là một bệnh lý thần kinh khiến người bệnh có những cơn xung đột hầu như không kiểm soát được. Nếu ai mắc hội chứng chân không yên có thể cảm thấy khó chịu trong những chuyến bay dài. Bạn có thể đi bộ hoặc massage chân trên máy bay để cải thiện tình hình. Nếu cần thiết, bạn có thể uống các loại thuốc để giảm nhẹ hội chứng này. Rối loạn giấc ngủ. Bạn hãy trao đổi với bác sĩ về chứng bệnh của mình để tìm cách ngủ trên máy bay dễ dàng hơn. Bác sĩ có thể kê cho bạn một số loại thuốc phù hợp để giảm nhẹ triệu chứng rối loạn giấc ngủ. Giấc ngủ trên máy bay là vô cùng quan trọng. Vậy nên hãy chuẩn bị thật kỹ lưỡng để có một hành trình thật thoải mái và vui vẻ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!